Công an thành phố Hà Nội, họp báo vụ, 7 người tử vong, sau đêm nhạc hội. Chiều ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo, công bố thông tin ban đầu, vụ 7 người chết, sau lễ hội âm nhạc, ở công viên nước Hồ Tây. Khoảng 23 giờ 10, ngày 16 tháng 9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo, từ Bệnh viện Tim Hà Nội, cơ sở 2, tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, về việc tiếp nhận hai trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sĩ cứu chữa, nhưng đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân quận và các đơn vị liên quan, tổ chức điều tra xác minh. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, hai nạn nhân trên đã tham gia đêm nhạc hội mùa thu 2018 do công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực công viên nước Hồ Tây. Đêm nhạc bắt đầu từ 19 giờ ngày 16 tháng 9 và theo dự kiến, số lượng người tham dự mà công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu đăng ký được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức lên đến khoảng 5.000 người. Cùng thời điểm trên, cơ quan công an qua rà soát nắm được tại bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu, trong đó một có nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê. Tại bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu, hiện đang hôn mê. Cho đến cuối giờ, sáng nay ngày 17 tháng 9, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường, khu vực khuôn viên, tổ chức đêm nhạc hội, lực lượng công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số vật chất nghi là ma túy. Công an thành phố Hà Nội họp báo vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội. Chiều ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo, công bố thông tin ban đầu, vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây. Khoảng 23 giờ 10, ngày 16 tháng 9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo, từ Bệnh viện Tim Hà Nội, cơ sở 2, tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, về việc tiếp nhận hai trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sĩ cứu chữa, nhưng đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân quận và các đơn vị liên quan, tổ chức điều tra xác minh. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, hai nạn nhân trên đã tham gia đêm nhạc hội mùa thu 2018 do công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực công viên nước Hồ Tây. Đêm nhạc bắt đầu từ 19 giờ ngày 16 tháng 9 và theo dự kiến, số lượng người tham dự mà công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu đăng ký được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức lên đến khoảng 5.000 người. Cùng thời điểm trên, cơ quan công an qua rà soát nắm được tại bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu, trong đó một có nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê. Tại bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu, hiện đang hôn mê. Cho đến cuối giờ, sáng nay ngày 17 tháng 9, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường, khu vực khuôn viên, tổ chức đêm nhạc hội, lực lượng công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số vật chất nghi là ma túy. Bảy thanh niên tử vong sau lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây. Sau lễ hội âm nhạc điện tử ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội, tối ngày 16 tháng 9, 7 thanh niên tử vong do nghi sốc thuốc, một số trường hợp đang cấp cứu. Sáng ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết, cơ quan công an điều tra nghi vấn về vụ sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc khiến 7 người tử vong, nhiều người khác đang cấp cứu. Nhân chứng phát hiện người tham dự sử dụng chất kích thích. Vụ việc xảy ra ở lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại công viên nước Hồ Tây thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, mang tên Du hành tới mặt trăng. Chương trình bắt đầu từ chiều ngày 16 tháng 9 với hàng ngàn người tham dự.
DH, một bạn trẻ tham dự lễ hội cho hay, tại cửa ra vào, lực lượng an ninh chia thành hai làn kiểm tra vật dụng, kiểm soát đồ đạc được phép mang vào. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chương trình tổ chức, DH ngửi thấy và phát hiện nhiều người sử dụng chất kích thích, thậm chí ngay trong khuôn viên sân khấu chương trình có những người bày bán bóng cười. Bảo, một người có mặt tại đêm nhạc hội cho biết, lễ hội tổ chức tại 3 sân khấu ngoài trời trong công viên Hồ Tây. Các sân khấu này có mái vòm, đều quá tải do lượng người đến quá đông. Từ khu vực VIP, Bảo thấy những người dự lễ hội âm nhạc đứng san sát, khó di chuyển. Do ngột ngạt và mất nước, nhiều thanh niên bất tỉnh được bạn bè quạt mát. Một số trường hợp lay gọi không trả lời đã được đưa đi bệnh viện. Về khuê, xe cấp cứu đến càng nhiều. Khi đêm nhạc kết thúc, ban tổ chức huy động bảo vệ đi tìm những người bất tỉnh vì sợ họ chui vào các bụi rậm. Nhiều nạn nhân tử vong trước khi tới bệnh viện. Lúc 22:30 ngày 16 tháng 9, riêng bệnh viện E tiếp nhận 8 nạn nhân vào cấp cứu, một người chết trước khi vào bệnh viện, 3 người tử vong sau đó. Đến sáng nay, 4 nạn nhân còn lại vẫn chưa tỉnh táo. Cũng khoảng thời gian trên, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội, cơ sở 2 tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Đến 23:45 cùng ngày, cả hai người đều tử vong. Đây là hai người tham dự lễ hội âm nhạc nói trên. Lễ hội được quảng bá hoành tráng. Lễ hội âm nhạc điện tử Du Hành Tới Mặt Trăng được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc điện tử 2018, năm thứ 3 liên tiếp. Vé tham dự có giá dao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng trên một vé, được bán cách đây 2 tháng. Sự kiện tổ chức trình diễn cùng với lúc 3 sân khấu và hệ thống loa công suất lớn, đèn LED, màn hình tương tác. Số lượng người tham dự mà công ty trách nhiệm hữu hạn Kết Nối Á Châu, đơn vị tổ chức đăng ký, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức là khoảng 5.000 người. Đại diện công viên nước Hồ Tây cho hay, đơn vị này chỉ cho thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện, họ đang phối hợp với cơ quan điều tra. Thanh niên tử vong vì viêm tụy, bác sĩ biết bệnh cháu tôi nặng, sao không cấp cứu luôn? Bác sĩ biết, viêm mật tụy hoại tử. Là bệnh rất nặng, nhưng sao không cấp cứu cháu tôi liền? Gia đình chúng tôi cũng không hề, xin lỗi bác sĩ, xin lỗi bệnh viện Chợ Giấy. Bệnh nhân Nguyễn Duy Hưng, 20 tuổi, ngụ Đồng Nai, được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tới bệnh viện Chợ Giấy. Lúc 0:40 ngày 5 tháng 8, với chẩn đoán viêm tụy cấp theo dõi hoại tử. 6:00 ngày 5 tháng 8, bệnh nhân được chuyển lên khoa nội tiêu hóa. Tới 12:00 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tới khoa hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân điều trị tại khoa 23 ngày. Từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, chi phí điều trị 660 triệu đồng và trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng tình trạng bệnh diễn tiến xấu. Gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự. Gia đình bệnh nhân sau đó tố bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy tắc trách, thờ ơ trong quá trình cứu chữa, khiến bệnh nhân Hưng tử vong. Cách đây 2 ngày, bệnh viện Chợ Giấy tổ chức họp báo. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quyết Tiến, phó giám đốc bệnh viện Chợ Giấy khẳng định, các bác sĩ đã làm đúng trách nhiệm, không có tắc trách, sai sót trong quá trình cấp cứu bệnh nhân Hưng. Tiến sĩ bác sĩ Hồ Tấn Phát, trưởng khoa nội tiêu hóa nói, đã ít nhất 2 lần giải thích tình trạng bệnh nặng cho các người nhà của bệnh nhân Hưng, ba và dì ruột biết, là bệnh rất nặng, diễn biến khó lường và rất nguy hiểm. Tại buổi họp báo, Hồ Thanh Bình, trưởng khoa nội tổng quát, bệnh viện Chợ Giấy có quen biết với gia đình bệnh nhân và có nhờ các bác sĩ bệnh viện quan tâm tình trạng của Hưng, đã thay mặt gia đình xin lỗi các y hay bác sĩ, xin lỗi bệnh viện Chợ Giấy vì bị hiểu lầm khi đã cố gắng hết sức cứu chữa cho bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân nói gì trước thông tin bác sĩ Bình? Thay mặt gia đình xin lỗi bệnh viện Chợ Giấy, bà Hà Thị Định, dì ruột của bệnh nhân và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, cho hay không hề biết việc xin lỗi. Từ khi Hưng mất tới nay, phía bệnh viện cũng chưa gặp gia đình, trao đổi thông tin gì. Mấy hôm nay tôi đâu có biết việc gì. Tôi chỉ nghe người ta nói lại, là sao tôi và chồng tôi, lên xin lỗi bệnh viện. Tôi khẳng định lại, là gia đình chúng tôi, không xin lỗi bác sĩ, không xin lỗi bệnh viện Chợ Giấy, bà Định nói và cho biết. Mẹ Hưng ở nước ngoài nên ở quê, chỉ có mỗi gia đình bà là người thân. Theo bà Định, điều khiến gia đình bức xúc nhất là quá trình Hưng cấp cứu, ở bệnh viện Chợ Giấy. Y bác sĩ dù biết,
tình trạng bệnh viêm mật tụy hoại tử là rất nặng. Nhưng không làm hết trách nhiệm, thờ ơ, khiến bệnh trở nặng và tử vong. Hưng nhập viện, lúc 0 giờ, ngày 5 tháng 8 với chẩn đoán. Viêm mật tụy theo dõi hoại tử, nhưng bác sĩ không cấp cứu liền, chỉ cho nằm ở phòng cấp cứu, truyền chai nước biển. 6 tiếng sau mới khám, chuyển lên lầu 8, khoa nội tiêu hóa. Khi nằm ở khoa nội tiêu hóa, thấy cháu kêu đau rất nhiều. Mà y bác sĩ không có phản ứng gì, tôi lo lắng nên mới gọi người quen, nhờ báo cho bác sĩ Bình giúp, thì mới được chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu. Bác sĩ bảo bệnh này phải lọc máu, nhưng khi tôi hỏi, vì sao không lọc máu cho cháu tôi luôn, thì bác sĩ lại nói, hết máy lọc máu. Phải chờ. Hỏi bác sĩ nào, tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời như thế, bà Định kể. Theo bà Định, sau nhiều ngày nằm điều trị, thấy tình trạng Hưng ngày càng yếu đi, nên mới xin làm giấy tờ, chuyển sang Mỹ, nhưng bác sĩ nói phải chờ, 5 ngày mới làm xong. Tôi là dân quê, không biết chút gì về y tế, bác sĩ bảo chờ thì tôi cứ chờ. Nếu lúc ấy tôi xin chuyển viện, hay làm gì đó cho Hưng, cháu đã không mất. Đây cũng là điều tôi hối hận, bà Định thở dài. Người dì ruột của bệnh nhân Hưng khẳng định. Việc gia đình phản ánh, bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy, chậm trễ trong cấp cứu cho bệnh nhân, không phải để khiếu kiện đòi bồi thường. Hưng cũng mất rồi, chúng tôi cũng không đòi bồi thường gì hết, tuyệt đối không có. Gia đình chỉ muốn bác sĩ, và bệnh viện có lời giải thích thỏa đáng, đã chậm trễ thì phải nhận trách nhiệm, chứ không phải cứ chối như vậy. Đó là điều gia đình bức xúc. Bà Hà Thị Định cho hay.